trong cái chuyến đi này mình rất là thích, bởi vì là mình sẽ được gặp Đức Thánh Cha và mình được tham quan du lịch về Thái Lan. Cảm ơn công ty Du Lịch Việt đã tổ chức cái chuyến đi này rất là chu đáo và làm cho chúng tôi cảm thấy rất là vui. Chuẩn bị này, khi mà nhận được thông tin là trên Facebook của Chai Danh thì cảm thấy là thích là mà để mà đi. Tại vì đã đi Thái một lần rồi, nhưng mà cái dịp này mình được gặp gỡ Thánh Cha, nên ra mình thấy là tiện thể là đi luôn. Tất cả mọi người không riêng một mình. Rất cảm ơn công ty Du Lịch Việt đã tổ chức chuyến đi này được tốt đẹp, và rất nhiều người được muốn được đi nhưng mà không đủ vé. Tôi là Du Sang đến Chile, giám mục tổng giáo phận Đông Huế và là chủ tịch hội đồng giáo hội Việt Nam. Và thưa anh chị em, chúng ta về từ mọi nẻo đường của đất nước Việt Nam. Ông bà tổng giám đốc công ty Du Lịch Việt đã có một cái chủ trương và có một cái tâm nguyện mang cái tính hiệp thông, mang cái tinh thần giáo hội rất là cao, là người công giáo phục vụ người công giáo. Cho nên tôi cũng xin mọi người chúng ta cảm ơn công ty Du Lịch Việt của ông bà tổng giám đốc của Trọng Bảo Tài. Bản thân tôi thì cũng xin cảm ơn ban tổ chức cũng như công ty Du Lịch Việt đã có lời chúc mừng sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ rằng sinh nhật của một người theo cái tinh thần của Chúa thì là sinh nhật của một người, bởi vì chúng ta được sinh ra đời để chúng ta phục vụ nhau. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho tôi, nhất là cho tất cả mọi người chúng ta được biết thể hiện cái tinh thần chia sẻ tình yêu và Chúa Cứu Thế đã kêu gọi chúng ta. Tôi cũng xin thay lời cho các đức cha và các cha nam nữ tu sĩ và tất cả các vị thực khách trong đây, cảm ơn công ty Du Lịch Việt đã tạo điều kiện để mọi người được ở bên cạnh nhau trong cái bàn ăn chiều hôm nay để chia sẻ cái tình hợp tông, tức là để hướng về chung của giáo hội là Đức Thánh Cha Phanxico. Tôi cầu chúc công ty Du Lịch Việt gặt hái được nhiều thành công trong cái chuyến công du này, và tôi cũng cầu chúc tất cả mọi người khách hành hương tham dự cái cuộc cái biến cố quan trọng này ghi lại được rất là nhiều kỷ niệm và nhiều cái ấn tượng thương danh. Và trong cái tinh thần đó là chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho cuộc họp hành chiều hôm nay của chúng ta, chúc lành cho tất cả những của ăn mà chúng ta sẽ dùng, và ước gì những cái của ăn phần xác này biến thành những của ăn thiêng liêng để cái chuyến đi đón tiếp Đức Giáo Hoàng Công Du Thái Lan lần này mãi mãi để lại dấu vết trong lòng và trong cuộc đời chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thì chúc mọi người ăn ngon miệng. là linh mục thì chúng tôi luôn luôn theo dõi và bám sát những cái chương trình, những công du, những công việc mục vụ của Đức Thánh Cha, cho nên chúng tôi biết cái Đức Thánh Cha sẽ đến Thái Lan và Nhật Bản, cho nên chúng tôi theo dõi và chúng tôi cũng muốn tham dự. Tôi xin phép bề trên để được tham dự, được đến với Đức Thánh Cha cũng như anh chị em Thái Lan lần này. Thì tôi biết được Du Lịch Việt, với lại tôi cũng biết ở anh Long cũng lâu đây, chưa được dịp gặp tôi, nhưng tôi hiểu được Du Lịch Việt đã cố gắng thu xếp để có những chuyến giúp cái anh chị em không những là người Việt Nam mà là đặc biệt là các tín hữu Công giáo có những chuyến hành hương hay là những chuyến du lịch kết hợp với lại hành hương, cho nên tôi rất là quý, và lần này tôi được tham dự với cái sự săn sóc, với cái sự tổ chức của Du Lịch Việt, và tôi thấy hài lòng. Tôi cảm ơn Du Lịch Việt, cảm ơn anh Long, cũng như cảm ơn anh chị em trong ban tổ chức ở tại Việt Nam, cũng như là những anh chị em trong cái những người hướng dẫn đoàn. Và tôi thấy một cách thực sự, tôi cảm thấy là các anh chị làm việc rất tốt, và chúng tôi được săn sóc một cách kỹ lưỡng và có cái sự đối thoại rồi chia sẻ với nhau, đúng nghĩa đồng hành. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Thì trước tiên thì phải nói đến là cái chuyến đi này thì là chị cảm thấy rất là vui, tại vì cũng cảm ơn công ty em đã tạo điều kiện cho tụi chị cũng như những giáo dân được gặp gỡ, có chuyến đi gặp Đức Giáo Hoàng, và quan trọng là trong chuyến đi của chị cũng có mục sơ nữa, nên năm ra là mọi người trên xe rất là vui vẻ, và kiểu như đã là con của Chúa mà, nên là một cái nhà chung, nên tất cả mọi người rất là hòa đồng, thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Hôm mọi người rất là vui và háo hức, nên không ai cảm thấy mệt mỏi và không ai than phiền hết. Rồi, cái hình ảnh mà lúc mà chị thấy Đức Thánh Cha đi ngang, mình dù chỉ là một cái tích tắc thôi, nhưng mà chị cảm thấy là lúc đó cái tâm trạng chị như thế này chị có thể diễn tả được. Trời, lúc đó chị muốn khóc. Chị nói với em, chị trời ơi, chị nhìn Đức Thánh Cha tự nhiên chị muốn khóc quá, tự nhiên tại rất là gần luôn, tại tụi chị ở bên sân vận động phụ nên năm ra rất gần với Thánh Cha, nên tụi chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị xin cảm ơn công ty Du Lịch Việt đã giúp đỡ tất cả giáo dân của tụi chị cũng như là người dân Việt Nam được đi qua đến đây đồng hành cùng với Đức Giáo Hoàng. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ, con xin cộng trọng kính quý cha, quý sơ, quý tu sĩ và tất cả cộng đoàn nhà giáo dân của 26 giáo phận đang hiện diện trong khán đài này. Con rất là vui mừng và rất là cảm động khi được đứng ở trên sân khấu này thay mặt cho vợ con tên là Phương Anh. Vợ con là người theo con rồi, con với đạo gốc, cha con là theo con, nhưng mà trên tất cả chương trình này đa phần là vợ con là no mọi việc, con chỉ đưa ra chương trình, hành động và triển khai thôi. Con đứng ở trên sân khấu này, con chỉ muốn nói một lời. Đầu tiên là con cảm thấy bằng tận đáy lòng con tri ân đến tất cả các quý cha, quý sơ, quý tu sĩ và cộng đoàn ngồi đây, và đại diện cho công ty sẽ có một lời chúc tất cả cho cộng đoàn, tất cả mọi người ngồi đây có một sức khỏe và được hồng ân ban xuống thật nhiều, được Chúa Thánh Thần nên luôn hiện diện trong mỗi con người chúng ta ngồi đây. Và đêm nay con nghĩ là một đêm rất vui, một đêm chia sẻ, một đêm tri ân, một đêm rất đầm ấm khi chúng ta được ngồi về đây. Và một câu chuyện nữa là thực tế thì con cực kỳ cảm động, bởi vì con đã làm nghề này rất nhiều năm rồi, làm từ năm 1995 đến bây giờ. Con là gốc ở Bùi Chu, thì vào đây thì không nghĩ là công ty Du Lịch Việt là bây giờ làm như vậy, nhưng mà cái chuyến này được các đấng ủng hộ, và cụ thể là mọi người đều cầu nguyện cho chúng con, và chúng con không nghĩ là con làm một đoàn khách lớn như này, không, thậm chí không ngủ được và suy nghĩ rất là nhiều. Nó rất nhiều câu chuyện thì kể ra thì nhiều lắm ạ, nhưng mà đến ngày hôm nay thì ngày chiều hôm qua thì nhìn thấy mọi người đi vào sân xong là được yết kiến Đức Thánh Cha, rất cảm động, có nhiều người khóc tại chỗ luôn, và cũng có rất nhiều cô chú, có nhiều cô cũng lớn tuổi rồi, thậm chí ở đây có một người bà của con, em gái bà nội con năm nay bà 86 tuổi, hỏi bà vẫn khỏe. Và chiều con có mấy người xỉu, con rất là lo lắng, thì con thay mặt công ty con đề nghị cho chúng ta một tràng tự tán thưởng nhau, một chiếc sự bàn trà có tay để chúc mừng sức khỏe với nhau ạ. Du Lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.